Vậy thì bình thường ở nhà chúng ta ăn, chúng ta ngồi nghiêng ngửa là chúng ta nuôi dưỡng cái sự mất quân bình. Chúng ta ăn nhanh quá tức là chúng ta nuôi dưỡng cái sự vội vã. Chúng ta không có sự hợp nhất thân tâm tức là chúng ta đang nuôi dưỡng cái sự phân cách, phân ly, gián đoạn. Chúng ta đang lo lắng căng thẳng tức là chúng ta đang tiếp tục nuôi dưỡng cái sự lo lắng căng thẳng. Vậy thì đây là những cái chúng ta đang tập để mình điều chỉnh lại cái cách nuôi dưỡng, cách tồn tại của mình. Các bậc giác ngộ đã dạy cho chúng ta cách ăn như thế nào để mình có thể nuôi dưỡng một cách trọn vẹn cả thân và tâm của mình cùng những người bạn xung quanh, môi trường và vũ trụ. Đại chúng nghe tiếng chuông, xin hãy quay về có mặt cho mình một cách trọn vẹn, hợp nhất, bình an, thư giãn. Và nâng phần thức ăn trưa lên ngang tầm nhìn một cách trân quý với sự tỉnh giác trọn vẹn để chúng ta thực tập các phép quán. Quán nguyện. Thức ăn này là quà tặng của rau củ quả trái hạt từ đất trời và nhiều công sức lao động khó nhọc. Con xin nguyện ăn trong chánh niệm và với lòng biết ơn để xứng đáng tiếp nhận thức ăn này. Khi ăn, xin liên tục nhận diện và chuyển hóa những tâm hành không tích cực như tham, sân, si, được biểu hiện qua hình thức ăn nhanh, không tập trung, thiếu chánh niệm, hay thích vị này mà không thích vị kia trong thức ăn này. Chỉ xin tiếp nhận những thức ăn có thể nuôi dưỡng và trị liệu thân, tâm, làm giảm thiểu sự khổ đau của mọi loài và chính mình, bảo vệ đất nước, chuyển hóa ngược sự ô nhiễm và rối loạn trong tự thân và môi trường. Vì muốn xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hòa hợp, xã hội an vui và chí nguyện phụng sự đất nước giàu mạnh, nên xin tiếp nhận thức ăn này. Mình dùng 3 miếng nhỏ trước. Miếng thứ nhất, xin nguyện không làm những điều bất thiện. Miếng thứ hai, xin nguyện làm hết tất cả những việc thiện lành. Miếng thứ ba, xin nguyện liên tục thanh lọc tâm ý mình. Nguyện cho mọi loài chúng sanh luôn có đầy đủ thức ăn để nuôi dưỡng trọn vẹn cả thân và tâm cùng môi trường vũ trụ. Nguyện cho mọi loài chúng sanh luôn biết sống một cách hòa hợp, an vui, hạnh phúc với tự thân, gia đình, cộng đồng và vũ trụ. Nguyện cho mọi loài chúng sanh sớm có cơ hội tiếp nhận, học hỏi và thực hành giáo pháp chân thực để thoát khỏi những nhận thức sai lầm đưa đến bệnh tật, phiền não, khổ đau và sanh tử luân hồi.
Xin tất cả mọi loài chúng sanh hãy cùng chia sẻ những niềm vui, hạnh phúc và lợi lạc mà chúng tôi có được nhờ sự thực tập thanh lọc thân tâm này. Nguyện cho tất cả luôn sống trong sự hòa hợp, an vui, hạnh phúc, sớm được giải thoát và giải thoát thực sự. Rồi thì hôm nay chúng ta đang ở trong ngày thứ nhất. Và ngày thứ nhất là ngày rất là quan trọng để cho chúng ta có thể thực tập và từ những cái rất là cơ bản. Và chúng ta nhớ là cái sự thực tập của mình là những điều mà nó rất là cơ bản trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Vì vậy chúng ta cố gắng thực tập một cách nghiêm chỉnh đúng đắn thì chúng ta sẽ có được cái lợi lạc. Vậy thì để khởi sự cho việc nuôi dưỡng này, chúng ta phải làm 3 điều căn bản. Thứ nhất là chúng ta phải kiểm tra xem cái tư thế của mình ngồi có ngay ngắn, cân bằng, đối xứng qua cái trục chính giữa của thân hay không. Và nhớ là cứ mỗi 5, 10 hay 15 phút, thậm chí có khi mỗi một lần chúng ta đưa thức ăn vào miệng, chúng ta đều phải tỉnh giác để kiểm tra cái tư thế này hết cả. Thứ hai là xem thân và tâm có mặt tròn vẹn và hòa hợp với nhau hay chưa. Và thứ ba, xem tâm của mình có thực sự bình an hay không. Đây là 3 điều kiện tối thiểu, căn bản nhưng rất quan trọng về mặt thân, về mặt tư thế bên ngoài. Và nếu chúng ta có thể ngồi được ở cái tư thế xếp bàn dưới đất là tư thế tối ưu nhất, tuyệt vời nhất. Bởi vì chúng ta nhớ luật vũ trụ, luật số 3 mình sẽ được học chiều nay. Đây là một cái luật căn bản nhất cho toàn thể vũ trụ nói chung và cho con người nói riêng. Đặc biệt, tại vì chúng ta đã học rồi, tất cả các pháp trong vũ trụ này đều được tạo thành từ những sóng năng lượng vũ trụ. Và sóng năng lượng này luôn luôn có những cái hình tam giác, ba cạnh, ba góc, ba đỉnh. Tạo nên các hạt vật chất và các hạt vật chất này phối hợp lại với nhau để trở thành những nguyên tử cũng gồm 3 hạt vật chất căn bản. Và đặc biệt trong con người của chúng ta, 65-70% tối thiểu là nước. Vậy thì 2/3 chất liệu để tạo nên con người của chúng ta là nước. Và nước có cái cấu trúc phân tử và góc độ giống y chang như khi chúng ta ngồi tréo chân xếp bàn dưới đất. Và ngay cả trong cái thức ăn hàng ngày của chúng ta, và đặc biệt trong cái thức ăn của phần thức ăn của mình lên, thì mình phải có ý thức về các tầng năng lượng của thức ăn. Và mỗi một tầng năng lượng của thức ăn, từ cái ý thức về mối quan hệ mật thiết giữa thức ăn với môi trường, đất đá, cây cỏ, nắng mưa, với mọi loài chúng sanh, động vật, con người. Và đến sự trân quý thức ăn, càng trân quý thức ăn bao nhiêu thì càng nuôi dưỡng mình tốt đẹp bấy nhiêu. Nhìn màu sắc, ngửi mùi hương, và khi chúng ta đưa vào lưỡi, vào miệng của mình, phải nếm cái vị nó cho rõ ràng. Và vì cái phần thức ăn trong những ngày này của chúng ta vào buổi trưa, nó có hơn 10 loại nguyên liệu khác nhau, và mỗi một loại nguyên liệu sẽ đi vào từng hệ thống kinh mạch lạc của mình để giúp nuôi dưỡng, khai thông và trị liệu trong cơ thể của chúng ta. Vì vậy, nó rất là đa dạng, phong phú. Và vì giờ này là giờ nó sẽ đi, nó nằm trên mặt lưỡi lan tỏa ra khoảng 3 giây để nó lấy thông tin căn bản, nó báo về bộ chỉ huy trước. Bộ chỉ huy nhận được lệnh đầy đủ thì bộ chỉ huy mới gửi cái tín hiệu xuống để cho các tuyến nội tiết tiết ra những cái dịch tiêu hóa, men tiêu hóa để chuẩn bị xử lý cái thức ăn mình đưa vào. Trong lúc nó làm nhiệm vụ đó thì chúng ta đảo cái thức ăn xung quanh miệng của mình, nhai, đảo, múc,
khoảng chừng 50 lần hay là khoảng 30 giây tới 1 phút. Rồi lúc đó mình mới để yên lại thêm 3 giây nữa trước khi nuốt. Vậy thì 3 giây lúc trước là để nó lấy thông tin căn bản nó gửi về cái bộ chỉ huy não bộ của mình. Để bộ chỉ huy nhận thông tin mới gửi lệnh ra các cơ quan nội tạng, các cơ quan nội tiết chuẩn bị tiếp đón và xử lý. 3 giây lúc sau là để nó lấy thông tin kết quả, nó báo cáo về bộ chỉ huy trở lại để nó so sánh, nó đối chiếu thử xem việc làm đã hoàn chỉnh, có gì bị bất cập, có gì bị trục trặc rối rắm hay không, thì nó nhanh chóng, nó kịp thời, nó điều chỉnh từ cái miếng ăn này đến miếng ăn khác. Trước khi mà nó đi sâu xuống dưới thì nó sẽ gây rối loạn hơn, nó sẽ mất nhiều thời gian và công sức hơn để đi tìm kiếm và xử lý những cái sai sót, những cái rối loạn. Thì đó là cách mà chúng ta sẽ dùng cái thức ăn của mình qua màu sắc, hương vị và những kỹ thuật căn bản để điều chỉnh lại cái vị giác, điều chỉnh lại hệ thần kinh, điều chỉnh lại hệ nội tiết, chuyển hóa, hấp thụ và bài tiết. Vậy thì cứ mỗi 5, 10 hay 15 phút kiểm tra tư thế cho đúng đắn, xem thân và tâm có mặt trọn vẹn hay không, xem tâm của mình có bình an chưa. Và từng miếng ăn được đưa vào miệng phải với ý thức rõ ràng về bốn tầng năng lượng của thức ăn thì nó mới nuôi dưỡng đầy đủ các cái chức năng nhiệm vụ của bốn tầng thân của mình một cách trọn vẹn, đúng đắn, hợp nhất. Vậy thì đó là cách để nuôi dưỡng, cách để duy trì sự tồn tại của chúng ta. Và tại sao cái thời điểm này lại là thời điểm quan trọng nhất và tốt đẹp nhất trong một ngày? Bởi vì theo nguyên tắc căn bản của vũ trụ luật số 3 thì chúng ta biết rằng tất cả mọi pháp nó đều đi qua một cái chu kỳ căn bản quan trọng nhất là chu kỳ số 3. Thì ở đây chúng ta nhớ là mình sẽ được học trọn vẹn với cuộc sống, và giờ phút này là giờ phút quan trọng nhất trong một ngày của chúng ta, trong cái giờ nuôi dưỡng và trị liệu. Và đây cũng là đỉnh cao của tất cả mọi cái nghệ thuật trong cuộc sống, từ cái phần nuôi dưỡng thấp nhất là thức ăn thô mà chúng ta thường có trong đời sống hàng ngày. Nhưng ở đây chúng ta sẽ được ứng dụng làm sao để mình sử dụng hết tất cả bốn tầng năng lượng của thức ăn. Chúng ta phải biết sử dụng hết tất cả các nguồn năng lượng của vũ trụ, hết tất cả các quy luật của vũ trụ ứng dụng vào trong tất cả các pháp, từ cái vấn đề trồng tỉa ở bên ngoài, vấn đề chế biến, và quan trọng nhất là khi chúng ta đưa vào trong con người của mình. Thành ra đây là một nghệ thuật sống tuyệt vời đỉnh nhất trên thế giới ngày nay, mà chỉ có những bậc giác ngộ hoàn toàn thì các ngài mới cho chúng ta những cái trải nghiệm thực tế này, để giúp cho chúng ta làm sao biết cách nuôi dưỡng và trị liệu mình cũng như muôn loài. Nên chúng ta hãy nhớ vừa ăn nhưng mà vừa lắng nghe và vừa thực tập cho chuẩn chỉnh. Và mỗi ngày cái buổi trưa là cái buổi quan trọng nhất, thì chúng ta phải cố gắng làm sao chúng ta thực tập cho càng trọn vẹn bao nhiêu thì chúng ta sẽ thấy cái hiệu quả của nó bấy nhiêu. Vậy thực phẩm của chúng ta cũng không ngoại. Trong thức ăn của chúng ta nó có ba nguồn calorie thô là chất bột, chất đạm và chất béo. Và ba cái nguồn calorie mình hơn để giúp chuyển hóa, tiêu hóa những cái thức ăn thô này là vitamin, muối khoáng và khoáng vi lượng. Những cái thứ này nó sẽ nằm trong rau củ quả còn tươi sống. Và khi chúng ta sử dụng các cái thực phẩm này, dù nó là động vật hay thực vật, nó cũng qua ba cái giai đoạn chuyển hóa rất là rõ ràng, khác biệt về hình thức bên ngoài cũng như cái nội dung bên trong. Lấy ví dụ như về thực vật thì chúng ta thấy cái giai đoạn một là gì? Giai đoạn nó được trồng, được chăm bón, phát triển. Rồi qua cái giai đoạn hai là nó bị thu hái lớn nhất, thay đổi nhiều nhất trong cơ cấu hình thức bên ngoài cũng như là nội dung năng lượng bên trong. Vậy thì ngày nay hầu hết chúng ta không làm chủ được cái giai đoạn thứ nhất, bởi vì mình không còn sống trong cái đời sống bộ lạc như ngày xưa nữa. Và chúng ta bắt đầu chuyển sang nông nghiệp và thậm chí công nghiệp hóa rồi. Vậy thì
Khi chúng ta bắt đầu chuyển sang công nghiệp hóa thì chúng ta cũng không làm chủ được cái giai đoạn thứ hai. Thức ăn được đóng gói, đóng hộp, chế biến sẵn, thậm chí nhà hàng, dịch vụ, phân phối cho chúng ta cũng dễ dàng, nhanh chóng. Thành ra càng ngày chúng ta cũng mất đi cái cơ hội làm chủ cái phần thứ hai. Nhưng mà tất cả mọi người chúng ta, ai cũng có cái khả năng để làm chủ cái giai đoạn thứ ba. Bởi vì khi cái thức ăn được đưa vào miệng của mình thì mình là cái người làm chủ hoàn toàn. Vậy biết tận dụng cái cơ hội này hay không, đó là quyền của chúng ta. Hai giai đoạn đầu, nếu giả sử mình được làm chủ một phần nào đó thì nó sẽ tốt hơn, nó sẽ cộng hưởng, nó sẽ làm cho gia tăng cái tốt đẹp hơn. Nhưng nếu giả sử chúng ta không làm chủ được giai đoạn 1, không làm chủ được giai đoạn 2 thì tất cả chúng ta ai cũng đều có khả năng để làm chủ cái giai đoạn 3 khi cái thức ăn nó đi vào trong miệng của mình. Vậy thì tận dụng được cơ hội này hay không, đó là quyền của mình, sự quyết định của mình và sự thực tập của mình. Và khi mà chúng ta có tiền, có điều kiện thì chúng ta đi mua, đi chọn lựa những thứ mình thích. Nhưng nếu mình không biết ứng dụng cái nguyên tắc này khi mình đưa vào miệng của mình thì coi như mình đã phá hủy hết tất cả và mình không đem lại nó tốt đẹp. Còn nếu có trường hợp những người mà người ta không làm chủ được giai đoạn 1, không làm chủ được giai đoạn 2, vậy thì cả hai giai đoạn bên ngoài này người ta đều không làm chủ được hết. Nhưng mà người ta biết tận dụng tối đa cái giai đoạn 3 này thì người ta lại chuyển hóa làm rất tốt đẹp cho chính bản thân mình và cho những người xung quanh. Đó là gì? Đó là trường hợp của những vị đi trên con đường hướng tới chân thiền mỹ, hay là hướng đến con đường giải thoát và giác ngộ. Vậy thì trong quá khứ và trong hiện tại, vô lượng những vị đã thực hành cái con đường này, và chúng ta gọi đó là gì? Những con người hướng tới giải thoát và giác ngộ. Muốn giải thoát là chúng ta phải buông xả, phải xả ly, phải không có dính mắc, không có chấp trước. Vậy thì một trong những cái hạnh của những người thực tập này là gì? Là đi khất thực, phải không? Đi khất thực. Đi khất thực đó là đi xin ăn. Mình không có thể nào làm chủ được cái thức ăn của mình trong giai đoạn 1. Giai đoạn 2 mình cũng làm chủ được. Tại vì người ta nấu nướng, người ta cho cái thứ gì là mình phải nhận cái thứ đó. Vậy thì mình phải làm sao tận dụng cái giai đoạn 3. Và chắc chắn là quý vị thấy khi người ta đi khất thực, đi xin ăn thì có nhiều nơi đi xin thức ăn cũ, thức ăn thiêu, thức ăn không có quân bình âm dương, không có đầy đủ dinh dưỡng gì hết cả. Vậy thì làm sao các vị đó biết tận dụng tối đa cái giai đoạn 3, nhưng với điều kiện phải hiểu luật vũ trụ và ứng dụng luật vũ trụ để biến nó thành ra cái điều tốt đẹp nhất. Thì đó là cái nguyên tắc của luật vũ trụ số 3, ứng dụng tối đa cái quyền làm chủ khi nó đi vào ngay trong cơ thể của mình. Nhưng với một điều kiện bên ngoài rất quan trọng là mình phải biết ứng dụng luật vũ trụ. Vậy thì vào cái thời điểm này, vào cái thời điểm này là thời điểm gần 12 giờ trưa, thì quý vị biết rằng vào cái thời điểm này là thời điểm năng lượng ở bên ngoài vũ trụ cao nhất, ánh sáng sáng rực nhất. Cho dù một ngày trời nắng, chúng ta thấy được ông mặt trời, cho tới một ngày mây mưa đen kịt, chúng ta không thấy ông mặt trời, thì vào cái thời điểm này ông mặt trời vẫn đứng ở vị trí cao nhất so với cái vị trí mà chúng ta đang cư ngụ trên hành tinh của mình. Và theo luật bảo toàn năng lượng thì khi mà năng lượng vũ trụ mạnh nhất, cao nhất, sáng nhất, thì như vậy cái năng lượng tiêu cực, bóng tối, sự âm, sự lạnh nó sẽ ít nhất. Và theo luật hấp dẫn là một quy luật quan trọng của vũ trụ cũng thế. Khi chúng ta nuôi dưỡng mình vào cái thời điểm này thì tất cả những gì tốt đẹp có được trong cái phần thức ăn mình đang cầm trong tay mình, ở trước mặt mình, nó sẽ được đem vào để nuôi dưỡng cơ thể của mình trước hết. Và sau đó là những cái năng lượng, những cái rung động, những cái từ trường tốt đẹp xung quanh mình ở ngoài vũ trụ cũng sẽ được đưa vào nuôi dưỡng mình. Bởi vì thời điểm này là thời điểm năng lượng mạnh mẽ nhất, tốt đẹp nhất. Đấy, thì đó là lý do quý vị thấy tại sao khi mình đi lãnh, đi xin một cái thức ăn không có tốt đẹp, không như ý. Nhưng mình phải biết sử dụng hai cái luật vũ trụ này, luật bảo toàn năng lượng và luật hấp dẫn, thì nó sẽ lấy hết tất cả những gì tốt đẹp nhất trong cái thức ăn mình hiện có, cũng như trong cái môi trường và từ trường mình đang có xung quanh. Và khi nó đưa vào, nó nuôi dưỡng, thì quý vị thấy cũng vậy. Cái thời điểm này là một cái thời điểm rất đặc biệt.
ở mỗi một cái múi giờ khác thì chỉ có một cơ quan hay là một hệ thống đứng ra làm việc mạnh nhất so với các hệ thống khác. Nhưng mà tại cái thời điểm này thì hai hệ thống quan trọng nhất trong con người của chúng ta cùng phối hợp chặt chẽ với nhau và làm việc mạnh mẽ nhất. Vậy thì khi chúng ta nuôi dưỡng vào thời điểm này là chúng ta nuôi dưỡng hai cái hệ thống quan trọng này nhất một cách đồng bộ hợp nhất tự nhiên. Tim mạch là bộ chỉ huy của hệ tuần hoàn đại diện cho phần thân, phần thể chất. Não bộ là bộ chỉ huy của hệ thần kinh đại diện cho phần tâm, là phần mịn màng, bởi vì đây là cái phần cứng thôi. Muốn cho não bộ và hệ thần kinh này làm việc thì chúng ta phải có cái ý thức, tức là đó là cái phần mềm. Vậy thì một cái tượng trưng cho phần thân, một cái tượng trưng cho phần tâm, một cái tượng trưng cho phần thể chất và một cái tượng trưng cho phần tinh thần. Thời điểm này là thời điểm nuôi dưỡng sự hòa hợp của thân và tâm một cách tự nhiên. Quý vị thấy chưa? Và cùng với cái năng lượng vũ trụ lực hấp dẫn thì chúng ta thấy mình lại nuôi dưỡng sự hòa hợp giữa con người với vũ trụ. Vậy thì đây là thời điểm nuôi dưỡng quan trọng nhất. Còn nếu bình thường thì chúng ta thấy thân một nơi mà tâm một ngã, con người mình nó bị xé tan, nó bị phân ly, phân cách. Mình sống không hòa hợp với chính mình, với những người xung quanh và với môi trường vũ trụ. Càng ngày mình càng phá hủy cái môi trường mình xung quanh. Vậy thì nuôi dưỡng vào thời điểm này là sự nuôi dưỡng trọn vẹn hòa hợp nhất giữa thân và tâm, cũng như giữa con người và vũ trụ. Vậy thì đó là lý do tại sao cái thời điểm này là thời điểm nuôi dưỡng tuyệt vời nhất. Và tại sao mà Phật giáo chủ trương về từ bi và trí tuệ? Chúng ta thấy trái tim đại diện cho lòng từ bi, não bộ ý thức của chúng ta tượng trưng cho phần trí tuệ. Vậy thì nuôi dưỡng ở đây là nuôi dưỡng sự tồn tại và phát triển của từ bi và trí tuệ. Và đó là cái lý do tại sao thời khắc này là thời khắc quan trọng nhất, tốt đẹp nhất trong một ngày để nuôi dưỡng thân và tâm, nuôi dưỡng từ bi và trí tuệ, nuôi dưỡng sự hòa hợp giữa con người và môi trường. Vậy thì còn trị liệu làm sao đây? Làm sao để chúng ta trị liệu? Thì một lần nữa, quý vị thấy tại cái trục 12 giờ trưa và 12 giờ tối, tức là cái trục đứng đây, thì toàn thể vũ trụ của chúng ta đều có những cái trục căn bản như vậy hết cả. Chúng ta thấy trở về lại với con người của mình là một loại động vật có xương sống. Phải không? Động vật của chúng ta là động vật có xương sống. Thì chúng ta luôn luôn có một cái trục đối xứng qua chính giữa cột sống của mình. Và ngay cả những cái động vật không có xương sống, con bươm bướm, con chuồn chuồn, quý vị thấy ngay cả những con giun cũng vậy. Nó cũng có một cái trục nối xứng qua chính giữa của thân của nó. Và ngay cả những cái cây, cái lá, cái hoa, cái trái, cái hạt, nó cũng có một cái trục nối xứng. Vậy thì cái trục nối xứng cân bằng chính giữa này là một trục rất căn bản và quan trọng. Và trái đất của chúng ta cũng đang quay xung quanh cái trục của chính nó. Vậy thì tại cái trục này, nó là gì? Nó là cái trục cân bằng nối xứng. Và khi chúng ta nuôi dưỡng ở cái thời điểm này, tức là chúng ta nuôi dưỡng sự cân bằng và quân bình. Cân bằng và quân bình tức là bình an, khỏe mạnh, hạnh phúc. Mất cân bằng là bệnh tật, mất quân bình là bất an. Vậy thì khi chúng ta nuôi dưỡng sự cân bằng, sự quân bình tức là chúng ta đang trị liệu, đang làm cho mình được bình ổn, đang làm cho mình được hòa hợp và hạnh phúc. Và đây cũng là lý do tại sao Phật giáo chủ trương là trung đạo, bởi vì trung đạo là sự cân bằng, là sự quân bình, mà trung đạo là sự hợp nhất. Bởi vì khi mà một cái cán cân nó bị lệch thì sẽ có bên nhẹ, sẽ có bên nặng, bên cao, bên thấp. Nhưng mà khi chúng ta điều chỉnh nó lại cho nó cân bằng, quân bình thì cái trọng lực nó sẽ rớt vào ngay chính giữa. Và khi nó rớt vào chính giữa mình gọi là trọng tâm, là quân bình, là cân bằng.
và nó cũng sẽ rớt vào cái trung tâm trung đạo, là cái chân như, là sự thật nhất. Nó chúng ta dùng bất cứ từ nào cũng được hết cả, và chúng ta thấy cái ý nghĩa và sự thực tập của nó trên nguyên tắc của vũ trụ như thế. Một cái điểm khác nữa là trong Phật giáo thường hay dùng cái bất nhị hay cái không hai, thì đây cũng là cái nguyên tắc của luật bảo toàn năng lượng. Luật bảo toàn năng lượng nói gì? Năng lượng vũ trụ không tự sanh ra, không tự mất đi, mà nó chỉ chuyển hóa từ trạng thái này sang trạng thái khác. Vậy thì tại sao luật bảo toàn năng lượng dùng danh từ phủ định là không sanh không diệt? Thì khi đi qua Phật giáo chuyển thành cái luật bát nhã cũng thế, năng lượng không có hình tướng rõ ràng, lúc có lúc không, lúc chuyển từ trạng thái này qua trạng thái khác, cũng không sanh không diệt, không thêm không bớt, không nhơ không sạch, không trước không sau, không cao không thấp. Vậy thì đối với y học hiện đại thì người ta xem đây là hai hệ thống khác biệt. Tim mạch thuộc về hệ tuần hoàn, não bộ thuộc về hệ thần kinh. Nhưng mà đối với y học Đông Phương thì người ta không xem đây là hai hệ thống hoàn toàn khác biệt, độc lập, mà người ta dùng cái từ là không hai hay bất nhị. Và để diễn tả cái tính không hai hay bất nhị này, người ta dùng một cái từ là chữ tâm. Chữ tâm có lúc nó sẽ nghiêng về với trái tim thuộc hệ tuần hoàn về thể chất. Chữ tâm có lúc nó sẽ nghiêng về với cái tâm thức, ý thức, xúc cảm của mình. Nó sẽ nghiêng về với hệ thần kinh. Tùy duyên mình có như thế nào, mình không bị dính mắc, không tìm cầu, nhưng mà chúng ta biết cách sử dụng nó một cách đúng đắn, biết phối hợp chặt chẽ với luật vũ trụ, thì chúng ta sẽ chuyển hóa nó thành ra những gì tốt đẹp nhất cho chính mình, cho những người chia sẻ cúng dường cho mình và đến cho môi trường vũ trụ xung quanh. Và một lần nữa, quý vị thấy rằng cái thức ăn của chúng ta vào buổi trưa, thành ra chúng ta thấy rằng cái việc mà thực tập của mình đó, nó trở về với những cái rất là cơ bản. Lý do tại sao mà chúng tôi nhắc quý vị là ngay cả cái tư thế ngồi của mình cũng vậy. Khi mình ngồi xuống, mình không làm cái gì cả, không ăn, không uống, nhưng mà mình vẫn còn sống, tức là mình vẫn còn hít thở. Vậy thì mình phải luôn luôn cân bằng đối xứng, phải không? Thì từ cái tư thế ngồi của mình cũng vậy, và khi mình ngồi gọi là bình yên cũng vậy. Huống chi khi mình đưa thức ăn là chất đặc, đưa thức uống là chất lỏng, đưa hơi thở là không khí, như vậy là chất đặc, chất lỏng, chất khí, ba tầng đó mình đưa vào cái cơ thể của mình, nó phải duy trì cái sự tồn tại của nó với sự cân bằng đối xứng. Nó rất là đơn giản, nó rất là bình thường, và cái sự thực tập của chúng ta cũng chỉ trở về với những cái sinh hoạt rất bình thường như thế mà thôi. Và chúng ta thấy cái sự tuyệt vời khi mình ứng dụng hết tất cả những nguyên lý, tất cả những quy luật của vũ trụ vào trong những cái sinh hoạt rất bình thường của mình. Vậy thì bình thường ở nhà chúng ta ăn, chúng ta ngồi nghiêng ngửa là chúng ta nuôi dưỡng cái sự mất quân bình. Chúng ta ăn nhanh quá tức là chúng ta nuôi dưỡng cái sự vội vã. Chúng ta không có sự hợp nhất thân tâm tức là chúng ta đang nuôi dưỡng cái sự phân cách, phân ly, gián đoạn. Chúng ta đang lo lắng căng thẳng tức là chúng ta đang tiếp tục nuôi dưỡng cái sự lo lắng căng thẳng. Vậy thì đây là những cái chúng ta đang học tập để mình điều chỉnh lại cái cách nuôi dưỡng, cách tồn tại của mình. Và từng cái miếng ăn một, chúng ta cũng được nuôi dưỡng bằng những thức ăn rất tự nhiên. Những thức ăn rất tự nhiên. Thành ra chúng ta phải cố gắng làm sao tập ăn thiệt chậm để cái cuộc sống của mình nó thảnh thơi, nó thoải mái. Và mình cứ theo cái thói quen mình ăn thiệt nhanh thì mình ăn nhiều quá. Nó không lấy đủ thông tin thì nó không xử lý được hết. Thành thức ăn có dinh dưỡng cách mấy, nhưng mà thông tin không lấy đủ, men tiêu hóa, dịch tiêu hóa không tiết ra đủ thì nó vẫn không xử lý được. Thì cuối cùng nó biến thành rác, nó biến thành bệnh tật. Thành ra chúng ta phải học và thực tập, chứ còn nếu học mà không thực hành thì nếu không. Vậy thì từng cái ăn, từng cái uống, từng cái tư thế ngồi chúng ta phải thực tập cho nghiêm chỉnh thì mới có được cái sự lợi lạc. Và chúng ta nhớ trở lại là cái thức ăn của chúng ta có hết tất cả các màu, các mùi, các vị một cách rất tự nhiên. Vậy thì làm sao mình phải ăn thiệt là chậm, không bỏ một thứ gì hết. Không bỏ một thứ gì hết, tất cả những cái thức ăn đã được chọn lựa để nó có đủ màu, đủ mùi, đủ vị theo cái cơ thể mình nó cần thiết, chứ không phải theo cái sở thích thói quen của mình. Khi mà mình theo những cái sở thích thói quen của mình thì nó sẽ đưa đến cái sự mất quân bình. Cái gì mình thích thì mình sẽ sử dụng nhiều và nhanh, thì nó cũng không xử lý được hết.
cái nào mình không thích mình tránh né thì nó bị thiếu, thành ra lại đưa đến cái sự mất quân bình. Thì đó chúng ta phải tập sử dụng hết tất cả những gì mà ban tổ chức đã chuẩn bị cho mình và sử dụng một cách trọn vẹn và hoàn tất, nhai thật chậm thật kỹ, không bỏ bất cứ một cái gì, để lấy trọn vẹn cả thể chất bên ngoài, cả mùi, cả vị ở bên trong, thì lúc đó chúng ta mới có được sự cân bằng, sự hợp nhất trở lại. Rồi chúc cả nhà biết cách nuôi dưỡng và trị liệu một cách đúng đắn và tốt đẹp để gặt hái được những kết quả tốt đẹp nhất cho mình.